Thì trong cái thời đại mà người ta gọi là thời đại của trí tuệ nhân tạo thì cái việc này nó rất là thích hợp để đầu tư làm giảm cái việc mà người khách đi xe buýt ấy. Thì thường thường là có những người đi vé liên tuyến thì họ một là các cái điểm giao nhau thì thường thường nó là các cái tuyến xe buýt nó đi khác nhau. Thì những người ta đi nhiều người ta biết rằng là ở tại bến này nó có bằng này xe, nhưng người ta ở bến này thì nó sẽ về cái chỗ người ta có bao nhiêu xe. Thế thì khi nó có những cái bảng thông tin điện tử, số lượng xe, thời gian xe, cách bao nhiêu cây số nó đến, chúng ta đã triển khai cái đó rồi. Thì bây giờ tiếp tục triển khai ở trong cái bảng này. Đấy, thì nó tốt hơn và nó chính là đón đầu của cái đô thị văn minh. Nhất là những cái quãng đường xa mà từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh của nó đâu khoảng là trong vòng cái bán kính là trong vòng một cái tuyến của nó là khoảng 10 cây số. Thì cái việc mà lo lắng và nhất là những cái giờ cuối cùng thì họ rất là lo. Đấy, thì cái lo là giải tỏa được cái lo lắng ấy của người dân là bằng một cái bảng thông tin điện tử. Còn bây giờ cái phần mềm mà đưa vào trong điện thoại cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ những cái người trẻ người ta biết cập nhật về cái đó thì ít hơn là cái tỷ lệ những người già. Thế thì người già người ta phải nhìn vào đây. Đấy thì đấy là cái tôi cho rằng là nên là bố trí thêm. Tất nhiên là nó phải có cái kinh phí, phải có ngân sách, phải có các thứ. Nhưng mà cái dự án như thế thì nó tôi cho rằng nó phù hợp với cái ý tưởng mong muốn của người dân. Tôi cảm nhận là cái đời sống nó đã văn minh hơn, tốt hơn, phục vụ với người dân tốt hơn. Thế thì cái này thì tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà một số điểm hiện nay ấy, những điểm ngồi như này là ở đất nước Việt Nam mình là cái nhiệt đới gió mùa, nó hay có mưa và nó có mùa mưa. Thế vậy thì có những cái người ta đến đây người ta ngồi trú nhiều nhìn không ngồi được thì ướt thì mưa, thì cũng nên là có những cái đoàn thanh tra về các cái điểm người ta gọi là đây là giao thông tĩnh của cái hệ thống giao thông này, thì là nên là có những cái kiểm tra làm tốt về cái che mưa. Chứ còn che nắng thì đôi khi người ta sử dụng cây xanh, nhưng che mưa thì cây xanh không thể che mưa được.